Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa mưa nhỏ, trời mát mẻ, trưa chiều giảm mây có lúc trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được dao động từ 28 đến 29 độ, tương đương so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới do chịu ảnh hưởng của rìa nam giáp thấp đầy dần lên, thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 24 độ và cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 30 độ. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau, khu vực phía đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, ẩm từ 75 đến 92%. Khu vực phía tây nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, đuổm từ 78 đến 84%. Khu vực thành phố Hải Dương, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 76 đến 93%. Thông tin về thủy văn, 24 giờ qua mực nước các sông xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,96m. Ngày mai mực nước các sông tiếp tục xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 9 giờ 30 ở mức 0,90m đến 1m sông Hùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 7 giờ 30 ở mức 0m95 đến 1m05. Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.